Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 66, biểu tỷ muội cặn bã quanh co 3. Liễu Dịch Tâm bắt đầu giải thích nghi hoặc của nàng, nàng ta mở miệng nói, "Vân Khanh biểu tỷ, đây là quy củ của huyện nơi cha muội nhậm chức, nếu sau khi nữ hài tử gặp mặt cảm thấy đặc biệt hợp ý, đặc biệt thân thiết sẽ lấy vật gì đó trên người trao đổi cho nhau, có ý là tình bạn giữa hai người sẽ thật dài, thật lâu, cũng thể hiện thành tâm của hai người nga. Liễu Dịch Nguyệt cũng nhanh chóng bên cạnh phù hỏa theo, nói, thì ra muội muội có quy củ như vậy a, à, tỷ cũng có hứng thú. Nói xong, liền tháo đôi hoa tay vỏ sò quấn lông vũ trắng đưa tới trước mặt Vân Khanh. Vì Ngưng Tử nhìn thấy động tác của hai tiểu thư Liễu ra, suýt nữa không nén được bật cười nàng nhìn hiểu được, thì ra hai tiểu thư liễu gia này không ngờ lại cùng lừa trang sức trên người của Vân Khanh. Mắt nàng nhìn đến trang sức trên người Vân Khanh, ngoại trừ cây châm hồng ngọc bốn bướm có tua hạt ngọc trai, trên tay đeo một đôi vòng tay vàng với bông hoa trăm bướm, còn trên tay là đôi bông tay hình bướm bằng hồng ngọc, ngực lộ ra hai chuỗi bát bảo dài hoa văn mây cát tường khảm hồng ngọc, các loại đồ vật này, mỗi món đều có giá trị không hề tầm thường người tinh mắt đều có thể nhìn ra cây châm, khuyên tai, chuỗi hạt dài là cùng một bộ trang sức. Nàng cũng không có tâm thích náo nhiệt, mặc kệ là có nhận được gì hay không, dù sao Liễu gia tiểu thư đã mở miệng trước, nàng cũng chỉ là nhập gia tùy tục thôi, nếu có thể được món nào đó, chẳng phải là buôn bán có lời sao? Trong lòng suy nghĩ như vậy, nàng cũng lấy một cây châm khắc hình phượng xuống, nói: "Thì ra là thế, tỷ cũng không thể không làm theo tập tục a." nói xong liền học liễu dịch nguyệt cùng liễu dịch tâm kiêu ngạo đem cây châm đặt trước mặt vân khanh ha 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 đã biến thành ăn cướp rồi sao nhìn thấy ba món trang sức trước mắt lại nhìn ánh mắt biểu tỉ muội đều mang tia chờ mong trong lòng vân khanh thật sự muốn ngửa mặt lên cười to đã thấy cướp rồi nhưng chưa từng thấy cướp nào lại có nghệ thuật như vậy nha d liều thúy đứng phía sau vân khanh tức đến cắn chặt răng Ba vị biểu tiểu thư này quá không biết xấu hổ rồi, biết trên người tiểu thư hôm nay đều là thư tốt, nhìn mấy thư các nàng lấy ra, trang sức trong hộp của tiểu thư hầu như cũng không thấy được, các nàng cũng có ý tốt muốn đổi sao? Vân Khanh nâng tay che mũi, sau đó cười nói, các tỷ muội thật quá nhiệt tình rồi, mới gặp qua Vân Khanh, liền đều thấy Vân Khanh hợp ý. Vậy Vân Khanh cũng không thể chậm trễ được. Hôm nay trên người ta trùng hợp có một bộ hồng ngọc Nàng nói xong, tay trái thuận tiện giơ lên, tay phải nhẹ nhàng sờ soảng, giống như muốn tháo vòng tay xuống. Liễu Dịch Nguyệt cùng Liễu Dịch Tâm nhìn thấy, lòng tràn đầy kích động, xem ra cách này quả nhiên không tồi nha. Nói thế nào Vân Khanh cũng không thể bắt bẻ thịnh tình của ba biểu tỷ muội được a. À? Vì ngưng tử chờ mong cũng có chút không thể tin được, có khoảng thời gian sống chung với Vân Khanh, nàng biết Vân Khanh không phải dễ nói chuyện như vậy. Tuy nàng cảm thấy Vân Khanh không có cách nào từ chối cả. Ngay lúc ánh mắt các nàng lóe sáng như mọn đèn, tay Vân Khanh từ từ phủi phủi áo lụa mỏng, giống như phủi chốt bụi trong tưởng tượng, sau đó mỉm cười nói với các nàng, vừa rồi ta nghĩ, trong lòng ta biểu tỷ cùng hai vị tỷ muội địa vị đều giống nhau, thứ này thứ nọ rốt cuộc phải cho như thế nào đây. Nàng một tay ôm lấy hai chuỗi bát bảo dài hoa văn mây cát tường khảm hồng ngọc, nói, đây là thứ quý nhất Hoa văn mây trên mặt đều là thợ có tiếng làm ra, càng khỏi phải nói về đá quý rồi, đều là cùng thợ cắt ra, dưới ánh mặt trời có thể khúc xạ ánh sáng, giá trị hơn nhiều những thứ khác. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Liễu Dịch Nguyệt càng sáng rỡ hơn, nàng đứng lên nói, đó đương nhiên phải đổi với ta rồi a, à, đồ của ta mới là hiếm lạ nhất. Liễu Dịch Tâm vừa nghe xong, nói, tỉ mà có thứ gì tốt chứ, chỉ là mặt trên vỏ sò có đính lông vũ thôi. Một câu của nàng ta đâm trúng tâm tư Liễu Dịch Nguyệt, Liễu Dịch Nguyệt vì đổi trang sức nên lấy thứ không đáng tiền nhất, mặt nàng đỏ lên, phản bác nói: "Ta là tỷ tỷ, đương nhiên là ta đổi trước rồi a." À. Liễu Dịch tâm thầm nghĩ Liễu Dịch Nguyệt lôi kéo mình đến làm pháo đầu, giờ lại muốn chiếm thứ tốt nhất, lại phớt lờ lời của nàng, "Đây là tập tục do muội nói ra, đương nhiên đầu tiên phải cho muội, hơn nữa muội là nhỏ nhất, tỷ muốn dành với muội sao?" Liễu dịch nguyệt nghe xong, miệng nhếch lên, lông mày dựng thẳng, muội như thế là không tôn kính trường tỷ. Hai người, ngươi một câu, ta một câu, ẩm ý cả lên, tranh cãi ai sẽ lấy chuỗi này, vì ngưng tử nhìn mà trợn mắt há miệng, wow, quay qua nhìn vân khanh. Chỉ thấy nàng ngồi trên ghế, trên mặt đầy khó xử nhìn hai người cãi nhau, cặp mắt phượng lại mang ý cười châm chọc, lộ ra lanh ý nhẹ nhẹ, tức thì nội tâm cảm thấy sợ hãi e rằng ngay từ đầu Vân Khanh đã chờ đợi màn này rồi, vì ngừng từ bắt đầu hối hận, hối hận sao lại tham gia vào trò này chứ. Nàng cũng không phải không biết thẩm Vân Khanh là người keo kiệt lại có tâm nhãn, nàng có một dự cảm, ngay cả cây châm hồng ngọc bốn bướng có tu hạt ngọc trai giá trị đó e rằng cũng không đổi được. Quả nhiên, Vân Khanh đã biết trước, nhìn hai người liễu dịch nguyệt cùng liễu dịch tâm giành qua giành lại, giống như gà trống đấu nhau, mới chậm rãi mở miệng khuyên nhủ. Hai vị biểu muội đừng tranh cãi nữa, tỷ nhớ ra rồi, các muội nói là món đồ tùy thân hay mang bên mình gì đó, tỷ hôm nay mang đều là đồ mới cả. Nàng cúi đầu lấy từ trong túi áo ra ba miếng ngọc bội sức như ý, miếng ngọc treo ở đai lưng, từng khối để trên mặt bàn. Các người xem đi, đây là ngọc bội tùy thân của ta, vừa đúng có ba khối giống nhau như đúc, như vậy trong lòng ta mới yên tâm, cũng sẽ không phải bên nặng bên nhẹ. Vân Khanh nói xong, còn đứng dậy, thân thiện treo mọc bội lên bên hông các nàng, bộ dáng thân thiết đó đến mức làm cho Lưu Thúy cùng Thanh Liên mang đầy ý cười, cười châm biếm. Thật là khôi hài mà, ba miếng bội sức là những món nhỏ ngày thường để trong túi áo để ban thưởng cho nha hoàn, không phải là thứ tốt gì, chỉ là ngọc thô mài thành hình mà thôi, so với thứ các nàng tặng ban nãy, còn rẻ hơn ấy chứ. Biểu tỷ, biểu muội các người đừng xem thường ngọc bội này nha, đây đều là ngọc lấy từ cùng một mỏ đó. Nhưng, không phải ngọc phôi tốt nhất, mà là ngọc vụn thôi. Vân Khanh nói xong, tao nhã quay người, bảo Lưu Thúy thu lấy từng món trang sức của ba người các nàng. Mặt Liễu Dịch Nguyệt cùng Liễu Dịch Tâm đều đỏ lên, không hiểu được là vừa rồi cãi nhau kịch liệt, vẫn là tức giận, các nàng chỉ cảm thấy miếng ngọc bội bên hông thật chướng mắt, giống như một đốm lửa đốt trên người các nàng, hận không thể cầm ngọc bội ném vào mặt Vân Khanh các nàng lỗ nặng, tuy trang sức mang ra đổi không bằng được trang sức trên người vân khanh, nhưng so với miếng ngọc bội này còn tốt hơn năm lần ấy chứ. chỉ có vi ngưng tử đã sớm đoán trước rồi, nàng cúi đầu nhìn khối ngọc bội hình lá cây bên hông, trong mắt hiện tia u ám, tâm kế vân khanh thật là sâu sắc. sau này đối với nàng ta phải cẩn thận gấp đôi mới được. nhìn một phòng yên lặng, không khí có chút xấu hổ, liễu dịch tâm chừng mắt nhìn liễu dịch nguyệt, vẻ mặt tức giận. Tỷ tỷ này nói cái gì Vân Khanh biểu tỷ dễ bị lừa, bây giờ hại nàng đánh mất vòng tay bốn chỉ bạc rồi, đổi về khối ngọc bội nát vụn này, nàng ta cố ý trình nàng mà. Liễu Dịch Nguyệt không ngờ kết quả lại như vậy, trước kia muốn Vân Khanh lấy cái gì cũng dễ lắm mà, như lần ở lệ viên chuẩn bị buổi tiệc, nàng không phải nói cho thứ tốt này nọ sao, nhất định là Liễu Dịch Tâm làm không tốt rồi. Hừ, hai người liếc nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt quan hệ đại phòng với chi thứ hai vốn không tốt, sau khi liễu dịch nguyệt cùng liễu dịch tâm vừa xảy ra như vậy, nhất định càng thêm không hòa hợp được rồi. Vân Khanh rất vừa lòng với kết quả này, bắt đầu cảm thấy nước trà đang uống có hơi chát giờ mùi vị thơm mát hơn rồi. Đúng lúc này, nhà hoàn bên ngoài mở miệng nói, đại thiếu nãi nãi đưa viễn ca nhi tới. Đại thiếu nãi nãi hoàng thị tuy bị bệnh, nhưng ở trong phủ là dâu trường, bốn người nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói, ra mắt chị dâu, không cần khách sáo, các người cứ tùy ý đi. nàng thân thể không khỏe, liễu ca nhi được dắt tới, mũ mỉm đi theo bên cạnh nương, thoáng nhìn thấy người nhà, có chút không sợ người lạ. Hoàng thị ngồi ở ghế trên, kéo hắn lại, nói: Viễn ca nhi, gọi biểu gì đi. Viễn ca nhi ngẩng đầu nhìn vân khanh, mắt to chớp chớp, khuôn mặt tròn đột nhiên cười, chui đầu vào trong váy hoàng thị giống y như cún con chui vào bên trong. Chu, yêu quá đi o, mũ o mũ, o. Ôi, viễn ca nhi nhát quá. Hoàng thị lôi viễn ca nhi ra, cười nói với Vân Khanh, nó hễ thẹn thùng là cứ như vậy. Vân Khanh làm sao trách nó được, mới gặp nàng liền thích tiểu hài từ này rồi. Hơn nữa lại biết kết cục kiếp trước của viễn ca nhi, trong lòng lại thương xót, bước qua ôm lấy viễn ca nhi, cười nói, bé con đã lớn vậy rồi, còn thẹn thùng a. À. Viễn Ca Nhi không hề phản đối Vân Khanh ôm hắn, nhìn Vân Khanh liền cười, nắm lấy ống tay áo nàng, nói, "Biểu gì thật xinh đẹp." Mũ mũ. Không khí trong phòng lập tức tốt lên, vì ngưng tử, Liễu Dịch Nguyệt, Liễu Dịch Tâm cũng đùa Viễn Ca Nhi vài câu, chỉ một hồi liền không có kiên nhẫn, chỉ có Vân Khanh vẫn đùa với Viễn Ca Nhi, đưa hắn phân biệt đồ vật này, đồ vật nọ. Viễn Ca Nhi dù sao cũng còn nhỏ. Chơi một hồi liền mệt, hoàng thị gọi bà vú Bế Viễn Ca Nhi xuống. Tính cách Liễu Dịch Tâm cùng Liễu Dịch Nguyệt hay ồn ào, quay đầu đi rồi, vì ngưng tử cùng Liễu Dịch Nguyệt có lẽ phải đi vào nhìn đồ vật này nọ, trong nhà chính chỉ còn lại hai người Vân Khanh cùng hoàng thị. Vân Khanh liền ngồi xuống bên cạnh nàng ta, cùng nàng ta nói vài câu về Viễn Ca Nhi. Hoàng thị thở dài nói, thân thể ta không được khỏe, muốn chơi đùa với Viễn Ca Nhi cũng không được thân thể phải từ từ điều trị, biểu tẩu không cần lo lắng." Vân Khanh sờ sờ tay vịn, an ủi nói: "Điều trị mấy năm rồi, ta còn không biết tình trạng của mình sao a?" À? Giọng điệu hoàng thị rất chán nản. "Thư giãn mới được, người bệnh không phải đều như kéo tơ sao, chỉ phải chậm một chút." Vân Khanh vẫn an ủi nói, nàng biết thân thể hoàng thị, nhưng đời này nàng cùng lão thái gia học y thuật, có thể thử một lần xem có hy vọng hay không nàng làm bộ nhìn vòng tay trên tay hoàng thị ngón tay đặt lên nghe mạch đập của nàng mạch đập lúc có lúc không có lực nhưng không mạnh tim vân khanh đập mạnh mạch đập như vậy hoàn toàn là dựa vào hiệu lực của thuốc chống đỡ cũng may liễu ra là nhà giàu có nếu là nhà bình dân e rằng sớm chống đỡ không được rồi nàng cười thu hồi tay nói biểu tẩu vòng tay này là loại thủy tinh gì rất đẹp nha Hoàng thị nhìn vòng tay trên cổ tay gầy yếu của mình, dù đẹp cũng có ích gì chứ, còn không phải đeo lên tay người sắp chết sao. Thầy thuốc nói nàng dựa vào thuốc còn có thể sống thêm một, hai năm nữa, mấy năm qua, người nàng càng lúc càng gầy, cổ tay trắng nõn mượt mà hiện giờ khô gầy, vàng vọt. Mỗi ngày liễu dịch dương đều tới nơi của con hồ ly đó, tuy rằng mùng một mười lăm tới phòng nàng, nhưng cũng chỉ ngồi đó, liền cùng nha hoàn thông phòng đi sang phòng bên vui vẻ. Vài năm nữa, nàng cũng không quan tâm, nhưng Viễn Ca Nhi còn nhỏ như vậy, nếu nàng chết đi, cái con hồ ly đó làm chính thất, Viễn Ca Nhi còn có thể sống sót hay không cũng khó nói. Hoàng thị nhìn Vân Khanh, đáy mắt hiện lên tia u ám, sau đó lại khôi phục bộ dáng bình thường. Dùng bữa trưa tại Liễu phủ, giữa trưa lại cùng Liễu lão phu nhân chơi mã điếu, tới lúc chạng vạng, bốn người liền đứng dậy cáo từ về phủ. Ngồi trên xe ngựa, Vân Khanh cùng tạ thị nhắc tới chuyện hoàng thị, tạ thị cũng biết, bà bất đắc dĩ thở dài, hiện tại biểu huynh con trong phòng rất dùng ái một thiếp thất, mấy ngày trước mới điều tra ra, trong bụng cũng có thai rồi. Vân Khanh ngược lại không biết chuyện này, nói như vậy, kiếp trước, cái người thiếp đó chính là người tạ thị đang nói đến sao, nàng ta đang mang thai, không đúng lúc hoàng thị mất thì sinh đứa nhỏ chứ, đây thật sự là sinh tốt mà, đứa nhỏ ra đời chính thất sẽ chết, tiểu thiếp lên thay, mang theo đứa nhỏ, sau đó giết chết đứa con của chính thất để lại. Thật sự ngủ với lão công người ta, đánh chết con của người ta, cũng không biết có nuốt luôn của hồi môn của người ta không nữa. Nghĩ như vậy, Vân Khanh lại thấy may mắn kiếp trước không có mang thai đứa nhỏ, nếu không, sau khi nàng bị đánh chết, đứa con của nàng chẳng phải cũng dẫm vào vết xe đồ của Hoàng thị sao, nàng tin tưởng. Thủ đoạn của vi ngưng từ còn lợi hại hơn thiếp thất kia rất nhiều. Bánh xe ngựa kêu lộc cộc đi tới, quẹo vào một mỏ tắt nhỏ, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, xe ngựa đi trước lập tức dừng lại. Bên ngoài không ngừng có tiếng người chiêu chọc, tiếng nói chuyện. Tạ thị nhíu mày nói, bên ngoài làm sao vậy? Vân Khanh tò mò xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, trên đường không ít người vây quanh, đều nhìn tới một chỗ, khiến con đường phía trước kẹt cứng. Mà lúc này Vân Khanh nhìn xuyên qua lớp ngăn cản trùng điệp, nhìn thấy trong đó hé ra khuôn mặt quen thuộc. chương 67, ban đêm thế tử xông vào khuê phòng đại tiểu thư, động tâm, một. Mặt trời dần dần lặn xuống, Dương Châu đã là hoàng hôn, chiều tà chiếu xuống, bầu trời nhuộm hồng quả quýt, chu, quả quyết sao lại hồng nhở, ánh sáng trói trang kích thích vào lòng con người. Trong sông lục vụ sóng lạnh, cầu nhỏ nước chảy quyện thuyền ca, mà trong chợ tiếng giao hàng cũng không vì vậy mà dừng lại, dư vị hoàng hôn còn hơn ban ngày. Sau khi mama tiến lên hỏi thăm được kết quả, trở về, mở miệng nói, theo lời phu nhân đó nói, phía trước có một cô nương bán mình chôn cha, nói là mẫu thân bệnh nặng, trong nhà đã tiêu hết tiền rồi, hiện giờ phụ thân qua đời, trong nhà không có tiền, xin nhà ai bỏ ra 70 lượng mua nàng. Cái nhà hoàn kia nhìn sơ như thế nào? tạ thị xưa nay thiện tâm, nghe thấy có cô nương làm như thế, thật là hiếu thuận, liền xúc động. Nhìn thấy khuôn mặt lộ ra qua khe hở giữa đám người, món tay vân khanh gắt gao nắm chặt đệm lót mùi, nàng nhớ, lúc ấy đúng lúc nàng đi ngang qua, gặp được tuyết lan, nhìn thấy nàng quỳ gối ở đó, suýt nữa bị mụ mụ thanh lâu mua đi, sau đó lấy tiền mua nàng. Hiện giờ tuy nàng là cùng tạ thị đi đến, nhưng tuyết lan vẫn là bán mình chôn cha. Ở kiếp trước, nàng coi Tuyết Lan là nha hoàn thân cận nhất, ngoài trừ không cho Tuyết Lan làm thông phòng ra, mọi thứ khác đều là tốt nhất. Khi đó Tuyết Lan đi ra ngoài, không ai tin nàng chỉ là một nha hoàn, nhìn sơ giống tiểu thư nhà giàu hơn, ai ngờ sau đó, nàng thế nhưng lại vì một vị trí thông phòng, liền chạy nhanh đến bên cạnh vi ngưng tử, còn trong lúc mình thất vọng nhất, cho mình một cái tát, nàng vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng Tuyết Lan ỷ thế hiếp người đó người như vậy nên bị mua vào kỹ viện làm kỹ nữ. Lúc vừa rồi mama có quan sát một chút, bộ dáng khá đàng hoàng, có lẽ cũng dễ nhìn, đúng là rất đáng thương, nghe nói đã quỳ gần một buổi chiều rồi, bởi vì 70 lượng bạc không phải ít, chỉ là mua nha hoàn, đa số người đều là xem náo nhiệt thôi. Đương nhiên, 70 lượng bạc, cho dù là bà mối chọn nha hoàn, đều có thể chọn năm đại nha hoàn rồi, giá này thật đúng là cao trong lòng vân khanh không vừa lòng mắt thấy tạ thị sắp mở miệng mua tuyết lan vân khanh vội vàng lôi kéo bà nói nương con thấy nha hoàn này không thể mua nữ nhi tâm địa vốn tốt lại nói như vậy tạ thị hơi kinh ngạc nhìn nàng sao lại không thể mua vân khanh mím môi thật ra mua nha hoàn không có gì là không thể nhưng nàng không muốn để tạ thị mua tuyết lan nàng suy nghĩ một lát mở miệng nói nương hôm qua phủ ta không phải mới chọn mua nha hoàn sao sao giờ lại mua nữa không sao nhiều nha hoàn không có vấn đề gì tạ thị cười nói thì ra nữ nhi nghĩ như vậy vân khanh biết nói như vậy nhất định không ăn được tạ thị liền thẳng thắng nói thẳng nương nương không nhớ chuyện nha hoàn ở phòng bếp trước kia sao tạ thị thấy nữ nhi hôm nay giống như đặc biệt ngăn cản bà mua nha hoàn này lại nhắc tới chuyện trước kia liền nhớ lại người Vân Khanh nói chính là tiểu nha hoàn trước kia tại nhà bếp. Khi đó đó đến té xỉu ngoài cửa, được mama nhặt về, tạ thị thấy đáng thương, lại thấy thân phận không có vấn đề gì, nên thu giữ lại, ai ngờ nha hoàn đó là kẻ cấp chuyên nghiệp, dùng cách này lừa gạt thiện tâm của những nhà giàu có, trà trộn vào để tìm hiểu địa hình, cùng đồng bọn trong ứng ngoại hợp ăn cắp một phen. May mắn lúc đó quản sự phát hiện nha hoàn hành tung lén lút, sau khi đi theo điều tra liền giao cho quan phủ nhớ tới chuyện này trong lòng tạ thị còn sợ hãi lúc ấy thẩm mậu không có trong nhà nếu xảy ra chuyện gì bà cùng mẹ chồng còn có tiểu vân khanh ba nữ nhân không biết làm sao bây giờ tạ thị hơi do dự nhìn ngoài cửa sổ nói nàng bán mình chôn cha chắc không phải đám người đó đâu biết lời nói của mình đã có tác dụng vân khanh nói thêm vào nương nhìn nha hoàn đó xem người bình thường bán mình cũng chỉ 20 lượng, nàng lại bán tới 70 lượng, giá như vậy chỉ có người giàu có mới mua nổi thôi. Không phải nữ nhi nghĩ xấu cho người ta, thật sự có vết xe đổ đó, chi bằng thận trọng hơn mới tốt. Thật ra Vân Khanh biết tuyết lan vì cái gì phải bán tới 70 lượng, nhớ rõ nàng ngoài phần nhỏ bạc là để chôn cha ra, còn muốn để tiền lại cho mẫu thân trị bệnh, còn dự định giữ lại cho những việc khác nữa, dù sao bán mình chôn cha là văn tự bán đứt. Tạ thị cúi đầu nghĩ nghĩ, lời nữ nhi nói cũng có lý riêng, người sống trên đời không thể không có lương tâm, nhưng cũng không thể không có tâm nhãn. Vì thế mở miệng nói với mama bên ngoài, chúng ta đi đường khác đi. Nhắm mắt làm ngơ, bà không muốn nhìn thấy người đang cúi đầu chịu khổ lại không cứu. Cuối cùng được Tạ thị ưng thuận, Vân Khanh nhìn Tuyết Lan còn đang mặc đồ tang quỳ gối trong đám người, khóe miệng mang chút ý cười đời này cuối cùng không cần nhìn thấy nha hoàn chướng mắt này bên cạnh nữa kết quả vui sướng này còn không được một ngày đến giữa trưa ngày hôm sau vân khanh chợt nghe nói lúc thẩm mậu trở về tiện thể trên đường mau một tiểu nha hoàn bán mình chôn cha để trong phòng tạ thị trong lòng vân khanh căng thẳng nói với lưu thúy chúng ta đến chỗ phu nhân dùng bữa đi ánh mắt lưu thúy mang kinh ngạc vừa rồi tiểu thư còn nói không muốn ăn gì hết muốn nghỉ ngơi một chút trước sao trong nháy mắt liền muốn ăn rồi vân khanh tới phòng tạ thị vừa vào cửa liền thấy một cô nương toàn thân mặc tang phục trắng quỳ trên mặt đất khuôn mặt vàng vàng hai má không có thịt nhìn như bà cụ tóc trên đầu khô héo rõ ràng là suy dinh dưỡng đang cúi đầu quỳ trên mặt đất không ngừng run dày vân khanh bước vào phòng trước tiên hành lễ với tạ thị cùng thẩm mộng sau đó ngồi vào ghế khắc hoa lê hải đường bên cạnh Nha Hoàn trong phòng lập tức bưng một ly trà đặt trên bàn trước mặt nàng. Một tay nàng bưng chén trà lên, cố gắng kiềm chế chính mình để đừng xúc động mà xông lên ném Tuyết Lan ra ngoài, chậm rãi, từ từ thổi lá trà, từng đợt khói nóng bay lên. Cũng may đã gặp qua ba người tạ gì, vì ngưng tử cùng cảnh hữu thần lòng dạ thâm sâu, lúc gặp Tuyết Lan, nàng đã có thể kiềm chế. Nương, Nha Hoàn này nhìn có hơi quen mắt a. À. Vân Khanh là muốn nói cho Tạ Thị biết đây là nha hoàn đã gặp ở mỏ tắt nhỏ. Tạ Thị đã sớm nhận ra, nhìn thấy tuyết lan trên mặt đất, trong lòng cũng hơi không nỡ. Dù sao lời nữ nhi trên xe ngựa không phải là không có đạo lý, nhưng nàng ta là do lão gia mua về đặt ở đây, bà không thể từ chối được. Đến lúc đó sắp đặt chốt việc không quan trọng cho nàng ta làm, bảo lý mama và những người khác chú ý chút là được. Nếu đã mua ngươi về, sau này chính là nha hoàn thầm phủ, tang phục này đừng mặc nữa, mặc y phục hơi trắng là được rồi." Tạ thị thản nhiên nói, nếu đã bán thân cho thầm phủ, vậy không thể mỗi ngày mặc tang phục đi đi lại lại trước mặt chủ tử được, không ai thích mỗi ngày gặp một thân tang phục cả. Tuyết Lan lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt xoay tròn, đánh giá ba chủ tử trong phòng một hồi, lúc này mới theo nha hoàn trong phòng lui xuống. Vân Khanh dụ mắt xuống, không nhìn nàng ta, hiện giờ đã trọng sinh, nàng vốn muốn ngăn Tuyết Lan bước vào cửa, cũng biết có vài người không thể ngăn được, hiện giờ nàng ta cũng đã tiến vào phủ rồi, nhưng nàng ta thay đổi cách thức đi vào thôi. Vân Khanh tạm thời không nhìn đến, nếu nàng ta có hành động lén lút nào, nàng sẽ không lịch sự nữa. Tới bữa trưa, Tạ Thị bảo người bày bữa trưa lên, một nhà ba người vui vẻ ngồi dùng bữa cùng nhau, cho nha hoàn xung quanh lui xuống hết, Tạ Thị mới nói: lão gia gặp nha hoàn mới mua hôm nay như thế nào? Thẩm mậu cười nói, cũng không có gì, đi ngang quá, thấy vậy liền tiện tay làm việc thiện thôi, nàng hiểu mà, ta. Ông nói chính là chuyện thuốc kia, dừng một chút mới nói, trước kia thẩm gia vẫn có một như thiện viên, chuyên để giúp đỡ người nghèo khắp nơi tới đó, sau lại bị quan phủ trưng thu đất làm đường, thu như thiện viên đi, chuyện mở đất từ thiện cũng ngừng lại, hiện giờ ta thấy vẫn nên tiếp tục việc này đi. Trong lòng ông có chút cảm xúc, trong nhà hơn 30 năm không có con trai, tuy biết bệnh này sẽ trị được, vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ, càng nghĩ, bản thân cũng thấy để như thiện viên dừng lại là không ổn, hiện giờ là lúc mở nó trở lại. Lúc Vân Khanh nghe được thẩm mậu nói như thế, trong lòng của nàng không tĩnh lặng được, bưng chén trà ngẩn ngơ ngồi ở đó. Năm đó thẩm gia vang danh thiên hạ cũng là vì một trong những nguyên nhân này lúc này không biết có phải hay không. Phụ thân cũng mở miệng muốn mở lại như thiện viên, mở cửa cứu tế dài hạn, mở rộng cửa với mọi người. Sau đó vì thầm gia làm việc thiện, danh tiếng càng lớn, rất nhiều văn nhân, khách quý cùng thường xuyên đến như thiện viên, tính chất vốn có là cứu tế giúp người từ từ bị thay đổi, trở thành một nơi từ thiện hư danh mà thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 68, ban đêm thế tử xông vào khuê phòng đại tiểu thư động tâm, hai. Nơi đó trở thành nơi văn nhân, khách quý đến ngâm thơ, thơ ca truyền bá lại cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thẩm gia dầu có truyền khắp thiên hạ, còn có người nói thẩm gia dầu có đến nỗi ngang với một nước, nguyên văn, phú khả địch quốc, khi đó nghe xong chỉ cho là cường điệu lên mà thôi, giờ nhớ lại mới thấy đó thật sự có lòng trách phạt. Nếu thật sự giàu có ngang với một nước, xếp hạng toàn quốc, thẩm gia cũng không đứng nhất được thương nhân bán muối lĩnh Nam, ngân hàng tư nhân Tây Bắc kia đều có tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ giàu có nhất định vượt qua thẩm gia chỉ nổi tiếng giàu có ở Giang Nam thôi. Thật ra đôi khi trong lòng Vân Khanh cũng nghi ngờ, mặc dù năm đó tứ hoàng tử phát hiện từ đường thẩm gia là dùng bạc xây nên, cũng không đến nỗi phải xét nhà, hiện giờ đúng là đại ung hưng thịnh, nước giàu dân mạnh, quốc khố có thể trống rỗng đến nỗi như vậy hay sao? Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, nàng thật sự nghĩ không ra còn có lý do khác chẳng qua nàng cảm thấy thẩm ra là thương gia không có người hùng mạnh che chở mà nói lại quá nổi tiếng tai họa sớm muộn cũng giáng xuống ông bà ta đã nói người sợ nổi tiếng heo sợ khỏe mạnh lời nói qua loa để ý mới thấy chi lý vân khanh buông chén trà ngước mắt nhìn thẩm mẩu thấy ông đang bàn bạc cùng tạ thị chuyện mở lại như thiện viên cười mắt lời nói cha thật ra nữ nhi đối với việc mở lại như thiện viên cũng có chút ý tưởng chẳng những có thể thật sự làm việc thiện cứu giúp người khác còn có thể giúp người trong phủ của mình nữa thẩm mậu lần đầu tiên nghe nữ nhi mở miệng nói chuyện buôn bán với mình kinh ngạc mở miệng hỏi vân khanh nói cho cha mẹ nghe một chút xem xem có đề nghị tốt nào ông nói xong nở nụ cười nhìn sang tạ thị một cái trong mắt đầy bao dung cùng cưng chiều nhìn nữ nhi vân khanh biết bọn họ cho rằng mình nhất thời nổi hứng mà nói thôi dù sao kiếp trước chính mình không hề quan tâm đến những việc này cũng cho rằng dính líu với vàng bạc là thô tục giờ nhìn lại mỗi người trên đời đều là dựa vào vàng bạc mà sống chỉ có vài người khoát lên mình áo đẹp vừa theo đuổi vàng bạc vừa phỉ nhổ nó lúc này nếu muốn lời nói của mình có hiệu quả thì phải có bộ dáng khiến người ta tin mới được nàng thu hồi tư thế tiểu nữ nhi trước mặt cha mẹ chín chắn ung dung nhìn thẩm mậu nói cha nương hai người đều là người có lòng thiện hai người có nghe câu sáu mức kinh tập bố thí cứu giúp cứu tế là một trong sáu cách duy nhất tu hành tới bờ bên kia của bồ tát mà bố thí có thể chia làm ba loại là cao thượng vừa thấp hạ dùng món ăn để bố thí là loại bố thí thấp dùng y phục vật quý bố thí là loại bố thí vừa dùng đầu óc cố gắng bố thí là loại bố thí cao Thẩm mậu suy tính một hồi, ý của con là Cho người cá không bằng tặng người cần câu Vân Khanh biết phụ thân đang chú tâm Bắt đầu thật sự nghe nàng nói Lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình Nếu chúng ta bỏ tiền ra mở như thiện đường bố thí cứu giúp người khốn khổ Cách này đương nhiên rất tốt Bọn họ có thể lập tức được cứu giúp Nhưng sau này thì sao Bọn họ vẫn là hai bàn tay trắng Đa số bọn họ vẫn còn quá nghèo Chúng ta là nhà giàu ở Dương Châu chủ yếu là dựa vào hàng dệt kim, hàng thiêu, xuất khẩu ra nước ngoài, mà những thứ này đều cần phải có người tài chuyên nghiệp, dựa vào thẩm gia chúng ta mà nói, từ trồng dâu, nuôi tằm, lấy kén, dệt vải, thiêu hoa, lại đến vận chuyển xuất khẩu đều làm cả, phải cần rất nhiều người có kinh nghiệm. Đúng, đúng, thẩm mậu nghe nữ nhi nói rõ ràng rất có lý, không khỏi quan tâm, đúng vậy, tú nương, người chuyên thiêu thùa, tay nghề tốt hơn bảy, 8 năm còn chưa đủ dành nghề, đi mua cũng khó, còn có dệt vải, lấy kén cũng đều phải có kinh nghiệm mới được, nếu không rất khó làm ra sản phẩm tốt. Thế đó, nếu là chúng ta mở như thiện đường, không chỉ là cho người cần câu, còn dạy bọn họ kỹ thuật bắt cá nữa. Vân Khanh tóm tắt lại. Ý của con là dạy bọn họ kỹ thuật nghề, để bọn họ có thể tự mình đi kiếm việc, sau đó khi chúng ta cần người liền có thể lấy trong như thiện đường đúng lúc có thể bù vào những chỗ trống dù sao cũng là người làm ăn thẩm mậu tưởng tượng liền hiểu rõ tất cả vân khanh gật đầu nói cha quả nhiên lợi hại nữ nhi nghĩ đúng là như vậy tạ thị ở bên nhìn hai phụ nữ cha với con gái nói chuyện bà cũng hiểu nhưng nếu như thế nếu là người gia cảnh không tệ đều tới học như thiện đường không phải còn phải lo cả việc mời phu tử còn nhiều việc khác nữa Mục đích không giống với việc mở thiện đường. Cho nên nếu có người muốn vào học nghề, trước hết phải ký với thẩm gia khí ước làm công trong 5 năm. Sau khi học xong, thẩm gia sắp xếp người đó đi làm ở đâu. Tiền công sẽ dựa vào tay nghề của người đó, dựa vào tiêu chuẩn tiền công trên thị trường. Mà người nghèo đến như thiện đường, đối với người đó mà nói, khí ước 5 năm cùng cái nghề trong tay, người đó đương nhiên sẽ chọn bên có lợi cho mình. Vân Khanh giải thích mà trong lòng thẩm mậu đã có tính toán, thẩm ra buôn bán với nước ngoài, số lượng nhiều, chất lượng cao, người phải rất kiên nhẫn, mà càng là tú nương giỏi, người càng lớn tuổi, mắt càng kém. Nếu là tự mình đào tạo, thứ nhất tiết kiệm được việc phiền toái phải đi xung quanh tìm người và giữa chừng thiếu người, thứ hai cùng là thật sự giúp đỡ người khác, có tay nghề, sau 5 năm những người này ra khỏi thẩm ra, bọn họ đều có thể tự mình tìm việc làm khác hoặc là làm cho các nhà buôn nhỏ khác cũng không có vấn đề gì. Nhưng vậy thì, như thiện đường là một học đường dạy nghề rồi, mà không phải chỉ là nơi làm việc thiện mà thôi. Thẩm mậu còn có chút lo lắng cuối cùng, năm đó tổ tiên mở như thiện đường là vì cứu giúp người nghèo khổ, không yêu cầu bất cứ thứ gì. Thật ra đây là mục đích của Vân Khanh, không vô duyên vô cớ làm việc thiện, những người đó cũng không có cách nào nói thẩm ra là nhà có tài sản lớn. Lấy tiền nuôi một đám người nhiều, có lẽ trong mắt người ngoài, thẩm ra vẫn là đang suy tính chuyện làm ăn gì đó. Kể từ đó, người đời đều nói thương nhân lời, lãi, cao, chẳng qua càng phỉ nhổ, càng xa rời cây hư danh này. Nếu không muốn học nghề, tự lực cánh sinh, thẩm ra bố thí thì lần sau sẽ lại quay lại, làm việc thiện không nuôi người làm biếng, chỉ có thật sự dựa vào hai tay mình thì cả đời mới khá hơn được. Lúc Vân Khanh nói những lời này, vẻ mặt có hơi lạnh lùng, thẩm mậu nhìn ngẩn ra, rồi cười lên, Vân Khanh của ta thật sự trưởng thành rồi. Có thể không trưởng thành sao? Trong thân xác nàng là một linh hồn 20 tuổi rồi, nếu là còn là một cô bé 13 tuổi nghĩ thế giới tất cả đều tốt đẹp như vậy, đó chẳng phải là lãng phí ông trời đã cho nàng cơ hội trọng sinh. Thật ra đôi khi nàng nghĩ, có thể bởi vì thẩm gia đã làm nhiều việc thiện, cho nên nàng mới có cơ hội quý giá này nếu không nhiều người chết oan như vậy cũng không tới phiên nàng có cơ hội sống lại lần nữa thẩm mậu càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt diệu cũng đặc biệt có thể thực hiện được lần trước ông ra ngoài vừa nhận một đơn đặt hàng vì chuyện người làm công mà lo lắng mỗi ngày đều nghĩ cách giải quyết vấn đề này nếu sau này chuyện buôn bán với nước ngoài mở rộng ra càng cần nhiều người hơn ông suy nghĩ liền vỗ chân đứng lên nói với tạ thị ta ra trước hai mẹ con cứ từ từ nói chuyện đi sau đó nói với vân khanh sau này nếu có chủ ý hay gì phải sớm nói cho cha a cực kỳ hứng thú chạy ra ngoài tạ thị thấy thẩm mậu yêu thương vân khanh giữa mày tươi cười càng nhiều thêm kéo vân khanh nói nương thấy con gần đây hình như hơi gầy đi thì phải a sờ sờ hai má vân khanh nhíu mày nói đâu có à tạ thị cẩn thận nhìn hai má vân khanh đáy mắt hiện lên đau lòng. Ôn nhu nói, đúng là gầy đi rồi, có phải ăn cơm không ngon không? Một câu là hỏi Lưu Thúy đứng phía sau. Bẩm phu nhân, tiểu thư ăn cơm không tệ, nhưng mỗi buổi tối đều đọc sách đến khuya. Lưu Thúy đã sớm muốn nói, hiện tại tiểu thư suốt ngày không rảnh rỗi, cả ngày cầm quyền sách, hoặc là luyện chữ này nọ, nói ngắn gọn, không có lúc nào rảnh rỗi cả, nàng có cảm giác tiểu thư so với mình còn bận hơn con cũng không thể liều mạng như vậy nếu để người ta nhìn thấy còn tưởng con muốn đi tham dự khoa cử nữa ấy chứ tạ thị vuốt tóc nữ nhi bảo hổ phách đi bưng một chén trẻ ngân nhĩ hột sen lại đây bưng trẻ ngân nhĩ hột sen lên vân khanh cười nói đâu có ạ à? sư phụ dặn phải xem hết sách a sau khi uống hết trẻ ngân nhĩ hột sen ở lại cùng tạ thị dùng bữa tối vân khanh mới trở lại viện của mình sau đó đêm tối buông xuống, đèn trong thẩm phủ đều sáng lên, đèn lồng ở mái che trên đường hình dáng tinh xảo, ánh sáng chiếu ra xung quanh, tạo nên màu sắc hơi mờ sương. Vân Khanh đóng sách lại, xoa xoa hai mắt để thư giãn, lại ngẩng đầu nhìn lên, đã khuya rồi, Thanh Liên ở một bên chờ đợi đã thấy có sương mù rồi, người lại đứng thẳng, nàng mở miệng nói, tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thanh Liên chừng lớn mắt, hỏi, tiểu thư muốn nghỉ ngơi ư? Ừ, nàng cũng không muốn đọc nữa, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai lại đọc tiếp. Thanh Liên chuẩn bị giường, lại hầu hạ nàng thay trung y mặc đi ngủ, lúc này mới đi ra ngoài. Hôm nay là nàng ấy gác đêm, cần canh giữ ngoài phòng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể gọi. Ánh trăng từ cửa sổ dọi vào, chiếu ánh bạc trong suốt ngập phòng, Vân Khanh kéo chăn lên, đang chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên nàng mở bừng mắt, một bóng đen đang đứng trước giường nàng, thân hình cao lớn khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng phản xả, kéo chăn lên từ từ lùi vào trong, lúc ánh mắt nhìn quen với đêm tối rồi, lại phát hiện bóng người này nhìn hơi quen mắt. chương 69, ban đêm thế tử xông vào khuê phòng đại tiểu thư, động tâm, ba. Lại tập trung nhìn, người này mặc áo bào trắng, cả người nam tử tỏa sáng như thác nước, không phải ngự phượng đàn thì là ai. Chu, anh lèn vào nhà người ta lại mặc đồ màu trắng bắt mắt như vậy, bó tay. Mới vừa rồi còn kinh ngạc lập tức biến thành tức giận vô cùng. Ban ngày ở thư viện chọc nàng còn chưa đủ, tới đêm còn không một tiếng động lèn vào đây. Nàng rốt cuộc thiếu vị thế tử này cái gì đây, người lén lút vào đây làm gì? Tuy giọng nói không vui, cuối cùng vẫn giảm nhỏ giọng xuống. Nếu làm nha hoàn bên ngoài biết, nàng cùng một nam nhân ở chung một phòng truyền ra ngoài e rằng sóng gió lại dâng lên nữa. Ngự phượng đàn vẫn đứng đó không nói một lời, hắn nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt nàng như trăng, mắt phượng giống như hai cánh phượng, bay nghiêng tới, bên trong trăng sáng gió mát, quy khí lười biếng sinh ra ba phần quyến rũ, một mái tóc đen không có trang sức, giống như tơ lụa thượng hạn trên đỉnh đầu, còn lại giống như ngàn rậm thác nước đổ xuống, từ trung y mỏng nhẹ của nàng xòa xuống, cuối cùng bị che dưới chăn mỏng, khiến người ta không nhịn được muốn lấy lớp cách trở này ra, nhìn xem thác nước này cuối cùng chảy về nơi nào. Trong bóng đêm, mỹ nhân duyên dáng, dung nhan vốn quyên rũ xinh đẹp, dưới ánh trăng mông lung, càng trở nên mê người hơn. Mũ mũ, ngự phượng đàn cũng không biết mình bị ma xuôi quỷ khiến thế nào lại chạy đến khuê phòng của nàng, hắn là muốn đi dạo xung quanh xem, kết quả liền đi dạo đến đây. Có lẽ ban ngày không cùng nàng nói được hai câu, trong lòng lại muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, liền đi tới nơi này. Ngày ấy ở Liễu phủ, hắn đi thăm dò đồ vật này nọ, lại phát hiện người nọ thế lại nhẫn tâm hạ độc hắn, hắn biết người nọ cho tới giờ cũng không thích hắn, thậm chí sau khi biết bí mật đó, hắn cũng chưa bao giờ để ý, đối với người nọ chưa từng thay đổi, lại không ngờ được, người nọ thế nhưng lại có thể ra tay. Nếu không phải võ công hắn cao đỡ được, e rằng sẽ chết dưới trường ở Liễu phủ rồi. Khi đó hắn nghĩ, đã chết liền chết trong cuộc tấn công, cùng lắm một mạng, còn một mạng tấn công. Châu giống samurai quá." Ai ngờ trong rừng cây lại gặp nàng, rõ ràng bị hắn uy hiếp, nhưng lại không nhát gan đến phát run, ngược lại còn nói không có gì quan trọng hơn còn sống. Chính câu nói này đã thay đổi ý niệm trong đầu hắn, nếu hôm nay hắn có thể đứng tại vị trí thân phận này, như vậy hắn liền muốn sống, bởi vì hắn cần phải sống. Vân Khanh dưới cái nhìn chăm chú của hắn, sắc mặt không khỏi đỏ ửng lên, nàng càng cảm thấy tức giận hơn, nam tử này xông vào như vậy, lại cứ nhìn nàng không nói lời nào, tuy nàng sống hai đời người, nhưng mới cưới chưa bao lâu liền chịu oan mà chết, lúc này cùng một nam nhân xa lạ ở chung, khó tránh khỏi cảm thấy áp lực có phần lớn nha, sợ hắn có hành động gì, lại thấy hắn không nói một lời nào, nhíu mày đuổi khách, ngươi không phải đi nhầm phòng chứ vì ngưng tử ở trong khách viện phía đông cơ. Chu, cười đau cả bụng. Lúc này, ngự phượng đàn cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhíu chặt hai lông mày đẹp lại, hơi nghiêng đầu như không hiểu lắm, hỏi, ta tìm nàng ta làm gì? Lúc hắn nói chuyện, vô thức bước tới từng bước, hành động này làm cho Vân Khanh nghiêng người ra sau, hai tay đan phía trước ngực, phòng ngừa hắn có bất kỳ hành động nào khác, ngươi không tìm nàng ta, đến thẩm ra làm gì? ngự phượng đàn rốt cuộc phát hiện, thì ra nàng nghĩ mình đến là muốn tìm vi ngưng tử, tìm lầm phòng mới lạc đến nơi của nàng, đã biết ý nghĩ của nàng, hắn liền vui vẻ bước tới phía trước, Vân Khanh lập tức nói, ngươi đứng lại đó, bước qua ta liền. Nàng sờ sờ đầu giường, lấy ra một cây kéo sắc nhọn, hai tay cầm hướng về phía ngự phượng đàn, bình tĩnh mạnh mẽ nói, ngươi là thế tử gia, muốn nữ nhân nào đều có, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta ta chỉ là một nữ nhi thương nhân mà thôi. Nàng buông kéo ra trước đã, ngự phượng đàn biết nàng hiểu lầm ý tứ của mình, lại thấy nàng cầm kéo, sợ nàng không cẩn thận tự làm mình bị thương, mở miệng nói. Người đứng xa một chút, vân khanh nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngự phượng đàn. Ngự phượng đàn nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, mắt hẹp lấp lánh, nghe lời lui lại phía sau vài bước, cho đến khi hai người cách nhau hai thước, mới mở miệng nói, kéo nguy hiểm như vậy không nên để ở đầu giường, cẩn thận tự làm bị thương mình. Không để ở đầu giường, người như ngươi vào đây thì làm sao bây giờ? Vân Khanh cắt ngang lời hắn, đáy mắt mang tia giò xét. Chẳng lẽ nhà nàng thường có người tiến vào sao? Mắt hẹp ngự phượng đàn híp lại, lộ ra tia nguy hiểm, giọng hỏi hơi lạnh, ngoại trừ hắn còn có người khác vào khuê phòng của nàng. Mũ mũ, thường có người người tiến vào. Hắn xem nhà nàng như cửa hàng sao?" Vân Khanh liền tức giận, trên mặt nhiễm sắc lạnh, những người khác cả đời cũng không nhàn rỗi như ngươi vậy. Nghe vậy, bắt hẹp Ngự Phượng đàn mang ý cười, cười cười không chút để ý, nói, "Nàng đừng khẩn trương, ta không phải đến mạo phạm nàng." "Vậy ngươi tới làm gì?" Vân Khanh liếc nhìn bên ngoài một cái, vừa rồi tiếng hai người bọn họ nói chuyện cũng không nhỏ, nhưng Thanh Liên lại không có động tĩnh gì chẳng lẽ ngự phượng đàn động chân tay rồi nghĩ vậy nàng càng phải cẩn thận nếu ta là tên dâm tặc nàng bây giờ còn có thể giữ khoảng cách như thế này nói chuyện với ta sao ngự phượng đàn khẽ cười nói hai tay mở ra tay áo rộng thùng thình từ động tác của hắn giống như ánh trăng chảy xuống lại chảy tiếp xuống đất lúc này vân khanh mới dần dần tỉnh táo lại trong khoảng thời gian vừa rồi nếu ngự phượng đàn muốn làm gì hắn đã sớm ra tay rồi xem ra hắn thật sự không phải loại người này, đem kéo chậm rãi đặt dưới gối lại, đôi mắt Vân Khanh nhìn, lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh ung dung như trước, nếu thế tử ra không phải như vậy, thế có chuyện gì mà ngươi nhất định phải nói chuyện lúc nửa đêm chứ? Lời này mang mấy phần mỉa mai, nhưng ngự phượng đàn nghe xong lại thấy tốt hơn nhiều, nàng cuối cùng không dùng ánh mắt nhìn hái hoa tặc mà nhìn mình nữa, hắn hơi vén bảo lên, ngồi xuống ghế gỗ màu hồng bên ngoài khắc lá sen đối diện môi mỏng khẽ nhếch nói, ban ngày gặp nàng hình như không quá thích cùng ta nói chuyện. Đầu chỉ không thích nói chuyện với hắn, quả là tránh như tránh quỷ vậy, có thể cách càng xa càng tốt. Vân Khanh âm thầm oán trong lòng, sắc mặt thản nhiên nói, thật ra không chỉ ban ngày thôi, ta ban đêm cũng không thích cùng thế tử ngươi nói chuyện đâu. Ngạch, sắc mặt ngự phượng đàn ngạc nhiên, bị sặc đến á khẩu không trả lời được, nhìn cô gái nhanh mồm nhanh miệng trước mặt, ban ngày lúc nhìn nàng nói với mấy cô gái đó trong lòng hắn kiêu ngạo cỡ nào a à, lúc này chính mình bị răng nhọn nàng quay sang tư vị này thật đúng là không dễ chịu mà bề ngoài quý phái ung dung bên trong thật đúng là thật sự là một tiểu hồ ly nhanh mồm nhanh miệng ừ đúng nhanh mồm nhanh miệng ngự phượng đàn vì chính mình đã cho vân khanh một hình tượng thật đáng yêu mà mỉm cười bóng dáng phản chiếu trong mắt hẹp ánh sao nhỏ xoay quanh khanh khanh Thế nhưng món nợ ban ngày nàng cắn ta, còn chưa có tính đâu. Khanh khanh, sừng hô rất quen thuộc. Chẳng lẽ giọng nói ban ngày bên tai nàng là của hắn? Nàng khẽ hừ một tiếng, nhớ tới màn đó trong thư viện, trong mắt phượng lại một mảnh tối đen, không khách khi nói, ai khiến thế tử xen vào việc của người khác, người không ra tay, bị cắn sẽ không phải là ngươi. Nàng trái lại hy vọng cắn là cắn lên cổ tên nam tử cảnh hữu thần kia tốt nhất là một ngụm cắn xuống trực tiếp cắn chết hắn ta cho xong lời này rơi vào tay ngử phượng đàn lại mang ý tư khác nhớ tới vân khanh cùng cảnh hữu thần trong lúc đó nhìn nhau tình cảm mặn nồng trong lòng hắn liền có chút không thoải mái thân mình dựa vào ghế cũng hơi ngồi thẳng lên trong mắt hẹp mang tia âm thầm lạnh ý nói cảnh hữu thần không phải người tốt nàng chớ lại gần hắn ss chương bảy mươi ban đêm thế tử xông vào khuê phòng đại tiểu thư động tâm bốn cảnh hữu thần không phải người tốt nàng đương nhiên biết chứ cả đời hạnh phúc kiếp trước của nàng si ngốc mà yêu say đắm cùng trải qua máu và nước mắt của cả nhà lúc trước bị loạn côn đánh chết cuối cùng đã biết cảnh hữu thần không phải người tốt nhưng vì cái gì vì cái gì kiếp trước không ai nói với nàng những lời này nếu kiếp trước có một người có thể ở bên cạnh nàng nói câu cảnh hữu thần không phải người tốt, nàng chớ lại gần hắn, có lẽ đời nàng sẽ có bộ dáng khác rồi, sẽ không trải qua loại phản bội khắc cốt ghi tâm này, chờ mắt đau lòng nhìn người thân chết dần mà không thể cứu được. Nhưng là không có, tay nàng bắt đầu nắm chặt, gắt gao nắm lấy chân tơ tầm mỏng mềm mại, lại vo tròn chúng trong tay, lông mi dài đen che khuất tầm mắt phía trước, vẻ mặt như vậy trong đáy mắt ngự phượng đàn, trong mắt hẹp hiện lên tia kinh ngạc nàng lúc này cùng với khi nàng ngã vào trong lòng hắn ánh mắt có vài phần giống nhau âm thầm cùng lộ ra lạnh dùng hắn nhịn không được đứng lên muốn đi đến ôm nàng một cái vì hắn đã từng ôm lúc này toàn thân nàng nhất định lạnh cứng như băng ta đã biết vân khanh đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa một đời này của nàng cái gì cũng biết rồi lại cố tình có người nhắc nhở nàng nhắc nhở lời nhắc nhở này còn có ý nghĩa gì nàng làm sao vậy Ngự Phượng đàn phát hiện vẻ mặt nàng có chút kỳ quái, từng bước một bước tới nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp. "Không sao cả, ngươi đi đi, nếu muốn tìm Vi Ngưng Tử liền đi về phía đông, nếu không phải ngươi liền trực tiếp đi ra phía cửa lớn đi." Tay Vân Khanh mở ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chăn, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó. "Nàng vì cái gì cứ kéo ta với nàng ta lại với nhau chứ?" Trong mắt hẹp Ngự Phượng đàn hiện lên tia tức giận hắn vốn không hề nghĩ tới nữ nhân vi ngưng tử kia, vì cái gì Vân Khanh cứ kéo hắn cùng cái nữ nhân kia đến với nhau. Ha ha, mày Vân Khanh hơi nhăn lại, khóe môi cong lên cười, nhìn thấy sắc mặt nam nhân trước mặt u ám, cảnh hữu thần cũng vậy, ngự phượng đàn cũng vậy, chỉ cần thấy nữ nhân bổ nhào đến, giả bộ bông hoa trắng yếu đuối trong gió, liền nhịn không được muốn che chở, trong lòng liền có mơ hồ tức giận ấm ức, buột miệng nói. Người không cần giả bộ. Ban ngày ngươi ở trước mặt bao nhiêu người đỡ biểu tỷ ta dậy, hiện tại cả Dương Châu phủ đều biết hết. Ban đêm lại tới nơi của ta, chẳng lẽ là muốn thu tỷ muội ta cùng vào trong phủ? Cho ngươi hưởng phúc tề nhân sao? Môi mỏng của Ngự Phượng đàn gắt gao mím chặt, trong mắt hẹp bỗng bốc lên lửa giận, con mắt nào của nàng nhìn ta đối với nàng ta có ý tứ? Lúc ấy ta nói bên tai nàng ta, ta vốn dĩ không thích loại nữ nhân như nàng ta cố ý làm bộ như đỡ nàng ta cũng là vì không muốn nàng ở thư viện bị các nàng đó biến thành mục tiêu gây khó dễ. Hắn tức giận nói xong, bỗng nhiên trong mắt đen lại sáng ngời, môi mỏng khẽ nhếch, mang tia chiêu tức nói, khanh khanh, nàng đang ghen sao? Nghe hắn nói lúc đó là vì để mình không trở thành mục tiêu của đám người Trương Huỳnh, suy nghĩ Vân Khanh đã bắt đầu thay đổi, lúc đó nếu ngự phượng đàn không đỡ vi ngưng tử, thế thì tất cả mọi người ở thư viện sẽ tập trung vào nàng bởi vì nàng là người lại gần ngự phượng đàn nhất. Lúc sau có vi ngưng tử thế vào, nàng mới có thể thoải mái thoát khỏi ánh mắt ghen tị của các nữ nhân đó. Trong lòng liền nảy sinh chút áy náy, vừa rồi cảm xúc nàng có hơi không khống chế được. Nhìn thấy hắn lại nghĩ đến hành động lúc trước của cảnh hữu thần. Đem căm hận chuyển sang cho hắn, nhưng cảm giác áy náy còn chưa kịp tới trước ngực, trong nháy mắt, câu nói sau khiến nàng trợn mắt há mồm. Wow! nhìn thấy ánh mắt tuấn mỹ đến mức kẻ khác phải nín thở, trong mắt nam tử đang tức giận lại toát ra chờ mong, hắn hy vọng mình nói mình ghen sao. Lòng nàng nổi lên ý muốn đùa chút, trong mắt phượng mang nồng đậm ý cười, hơi hơi truyền, liền xuất hiện ba phần ý quyến rũ, chậm chậm nói, ghen. Đương nhiên, là không thể rồi. Giọng nói của nàng vốn cực kỳ dễ nghe, giọng nói còn cố ý pha trộn chút giọng mềm mại đặc biệt của các nữ tử Giang Nam đặc biệt dịu dàng mềm mại, giống như âm thanh tự nhiên dễ nghe theo ánh trăng chiếu xuống. Tâm trạng ngư phượng đàn theo đôi mắt chuyển động của nàng mà đập lên, máu theo giọng nói của nàng mà đổ về mạch máu, hắn cảm thấy mình trong nháy mắt bị cô gái đó hấp dẫn mất rồi. Mũ mũ, nếu nói trước kia có chút thiện cảm thêm chút yêu mến, đêm nay như thế này, hắn đúng là đã động tâm rồi, trái tim hắn đã đập loạn nhịp rồi. Nhưng nghe nàng nói câu sau, hắn lại hơi thất vọng, lại có chốt không vui, hừ một tiếng. vừa rồi hắn nhìn trộm vân khanh, hoàn toàn không giống, bình thường nàng luôn cảnh giác lại, luôn cẩn thận phản kích, thậm chí trong mắt phượng đó còn phủ lớp sương mù, còn có yêu thương sâu sắc không thể nhận ra, giống như có chuyện gì đó không thể quên được đã từng xảy đến với nàng. không ngờ vừa rồi nàng lại làm ra hành động nghịch ngợm như vậy, hắn nhìn tâm lại bị mất vô ích, trái tim bây giờ còn đập loạn hơn nhưng nàng nói nàng không ghen thì là nhận định hắn cùng vi ngưng tử có cái gì rồi điều này khiến hắn rất buồn bực liền hư một tiếng ta không thích cái loại người như vi ngưng tử về sau không cần nhắc đến nàng ta nữa cảm nhận được hắn đang không vui vân khanh đầu tiên là ngẩn ngơ nhưng lại mình thấy hai má tuyệt sắc nam tử có hơi hơi đỏ cười nói mặt ngươi đỏ không không có ngự phượng đàn thế mà lại trở nên hơi nói lắp hắn đỏ mặt sao liền lui về sau hai bước khuôn mặt sáng đẹp thế lại ngượng ngùng mặt quay qua nói ánh mắt nàng không tốt đừng nói lung tung vân khanh chớp chớp mắt nhìn nhìn có lẽ mình nhìn lầm rồi liền nói đêm nay ngươi đến đây là để nói cho ta biết cảnh hữu thần không phải người tốt đúng không ừ nàng đừng bị bề ngoài của hắn lừa nói đến đây tiếng nói ngự phượng đàn có chút lạnh còn có chuyện khác sao vân khanh thản nhiên gật đầu trên mặt lộ ra tia mệt mỏi. Ngự phượng đàn nhớ vừa rồi hắn ở nóc nhà nhìn thấy nàng yên lặng ngồi chỗ đó đọc sách, vẻ mặt chuyên chú còn nghiêm túc nữa, đọc hai canh giờ, e rằng cũng thật sự mệt mỏi rồi, liền mở miệng nói, nàng ngủ đi. Nói xong, lại như ánh trăng trong phòng biến mất, Vân Khanh giữ nguyên tư thế ngồi đó một lúc, đứng dậy, đi đến cửa sổ, ánh trăng trong xuất hiện ra, gió nhẹ thổi đến, lá cây ngoài cửa trong gió rung động qua lại nàng lắc đầu, đóng chặt cửa sổ lại. Vừa rồi quên nói, chỉ mong thế tử yêu nghiệt này đừng đến nữa. Hôm sau, trong quốc khách viện, hai mẹ con tạ gì cũng vi ngưng tử nhìn mấy thứ đồ liễu lão phu nhân cho, đang ngồi ở đó tức giận khó chịu. Người xem xem tặng cái gì thế này, lúc ấy ở đó ta không tiện mở miệng. Cây lão thái bà liễu ra đó đưa cho ngươi không bằng cho nha hoàn bên cạnh bà ta nữa, ngươi thấy cây châm phỉ thúy trên đầu đại nha hoàn đó không? phỉ thúy lại cho người ngoài cho ngươi lại là mấy thứ này đua đuổi ăn mày đó à tạ gì càng nói giọng càng lớn càng nói càng khó nghe vì ngưng tử thấy mình bị mẹ ruột nói thành ăn mày cũng nhịn không được mở miệng nói nương thôi mà liễu ra cũng không đáng tin cậy các bà ấy vốn dĩ không thèm quan tâm đến mẹ con chúng ta mà nàng cũng không phải người mù nhìn ánh mắt của mấy vị biểu mở có bao nhiêu khó chịu khi cho mình cái gì đó sau đó nói tiếp, hiện giờ thầm phủ cũng ở không được nữa rồi, liễu gia cũng không dựa vào được, hai mẹ con chúng ta cũng chỉ có thể đi ra ngoài thôi. Tạ gì trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, cầm khăn tay xoa xoa mặt, nghĩ dễ quá nhỉ, liền cứ như vậy mà đuổi chúng ta đi sao, cho rằng chúng ta dễ ức hiếp lắm ấy. Nhà hoàng hồng tụ đứng sau tạ gì, nàng đi theo bên cạnh tạ gì hai ngày rồi, vẫn là có chút không quen lắm. Theo lời nha hoàn trong phủ nói, tạ gì là ăn nhờ ở đậu, nhưng nhìn khí thế này, nàng thật không nhìn ra nha, còn tưởng là tiểu thiếp muốn đoạt vị trí chính thất ấy chứ. Nương, nương có chủ ý hay nào sao? Vì ngưng tử lại gần hỏi. Tạ gì hé mắt nhìn nha hoàn đứng phía sau, các ngươi còn ở đây làm gì, đi bưng chén trả đến. Thật là, cũng không biết bà mối huấn luyện người như thế nào nữa, tưởng tạ thị có lòng tốt để ta chọn nha hoàn, đều là chọn chúng hàng thấp kém thôi chu bà gọi nha hoàn là hàng hóa thật đó nha ti ti mũ ti ti tội các chị ấy hồng tụ hồng lộ còn có tử tô cùng tử diệp đứng phía sau vi ngưng tử vẻ mặt bốn người đều thay đổi các nàng đều do ngũ bà mối đưa tới làm đại nha hoàn lúc ở với bà mối cũng xuất sắc lúc trước nghe nói sẽ đến thẩm phủ còn mang vài phần vui mừng nghe nói thẩm phủ đối xử hạ nhân cũng không tệ lắm ai biết phân công làm sao lại gặp vài chủ tử như vậy hai ngày qua đánh chửi các nàng như chuyện thường ngày châm chọc khiêu khích tuy nói khế ước bán thân của mình còn ở trên tay tạ gì bị chèn ép vo tròn gì cũng gọi một câu chủ tử nhưng các nàng cũng là người a à, đáy lòng mang bất đắc dĩ cùng không cam lòng lui xuống vì ngưng tử liếc nhìn các nàng một cái mày nhăn nhẹ lại quay đầu nói nương nương nói đi cuối cùng là có cách nào phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn